cái Tết năm nay đó, gia đình mình hầu như dành hết cái thời gian để đi chùa lễ Phật cũng như ở nhà cùng ông bà. Và đây cũng là một trong cái những cái ngôi chùa mà gia đình mình đi đó. Chùa này gọi là chùa Thiên Chúc, cũng ở trên đường Kinh đó. Từ chùa mà An Lạc và chùa Thích Ca Đao Bảo đi qua chùa Thiên Chúc này thì cũng không có xa lắm, độ khoảng 15 phút lái xe thôi, trên đường local, đường Kinh đó. Và hôm nay thì gia đình mình đi đến chùa này và tiện dịp xin phép được giới thiệu đến tất cả đồng bào, bà con, cô bác mình cùng xem qua luôn. Ngôi chùa thật sự rất là đẹp, tuy không có lớn lắm nhưng mà cách trang trí của thầy cô ở đây thật sự rất là tuyệt vời. Và đồng bào Phật tử mình đến đây trông rất là vui, trong những cái chiếc áo dài và với sự trang nghiêm của những ngày đầu năm đó. Và bây giờ mời bạn cùng bà con mình đi tham quan nha. Lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến tất cả đồng bào Phật tử cũng như tất cả bà con, cô bác, bạn bè ở khắp mọi nơi gần xa một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong gia đình nha. Và bây giờ mời cả nhà mình cùng đi tham quan nha.